5 lý do khiến bạn tiêu cực và cách khắc phục. 5 lý do. Thứ nhất, đó là bạn bị ảnh hưởng bởi những mối quan hệ tiêu cực xung quanh, có thể đến từ gia đình, bạn bè, người yêu hay đồng nghiệp. Thứ hai, đó là bạn phải làm những cái việc mà bạn không yêu thích mỗi ngày. Thứ ba là bạn vẫn sống và ám ảnh với cái những nỗi đau và tổn thương trong quá khứ. Thứ tư, bạn nhàm chán chính cái cuộc sống mà lặp đi lặp lại hàng ngày của mình. Thứ năm, đó là bạn không tự tạo được cũng như không tìm được cái nguồn năng lượng tích cực để nạp cho bản thân mình. Và năm, cách khắc phục. Ở lý do thứ nhất thì các bạn khắc phục bằng cách tìm cái cách giải quyết khắc phục với những cái sự tiêu cực đến từ phía gia đình và thẳng tay loại bỏ những mối quan hệ tiêu cực đến từ bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu. Ở lý do thứ hai, các bạn khắc phục bằng cách hãy tìm hiểu thật kỹ bản thân mình thích gì và hãy lựa chọn công việc và môi trường mà mình yêu thích. Lý do thứ ba, các bạn có thể khắc phục bằng cách hãy chữa lành những tổn thương của bản thân, biết yêu thương bản thân mình, chăm sóc và tử tế với bản thân mình hơn. Các bạn có thể tập thêm yoga hoặc là thiền nữa nhé. Lý do thứ tư, các bạn có thể khắc phục bằng cách hãy tạo thêm những cái điều mới lạ cho cuộc sống của mình, như các bạn có thể học thêm một loại ngoại ngữ, học thêm một loại nhạc cụ, học cách nấu thêm một món ăn hay chơi một môn thể thao nào đó. Và lý do thứ năm, các bạn hãy khắc phục bằng cách tìm cho mình những người mới, những mối quan hệ hay những việc mà khi bạn gặp họ, bạn nghe họ nói chuyện hay là bạn làm công việc đó thì nó sản sinh cho bạn những cái năng lượng tích cực nha. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ like và follow kênh của Mèo nhé. Ngoài ra các bạn có thể gặp Mèo nhiều hơn ở fanpage, YouTube và podcast nữa nhé.